Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban Cứu trợ Người Việt Biển, viết tắt BPSOS, một tổ chức ngoại vi của đám khủng bố Việt Tân do một người có tên Nguyễn Đình Thắng cầm đầu, đã hỗ trợ hơn 2.000 cộng tác viên học về luật pháp quốc tế, viết hơn 500 báo cáo gửi lên Liên Hợp Quốc, Quốc hội Mỹ, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ để đưa những nhận định sai lệch về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Điều đáng nói hơn, dù biết BPSOS hoạt động vì tiền chứ không phải vì mục tiêu thúc đẩy tự do tôn giáo, nhưng những tổ chức tiếp nhận những bài báo cáo của BPSOS vẫn làm ngơ. Sự dùng dưỡng đó khiến BPSOS ra sức hoạt động và việc tiếp cận tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam trở nên khó khăn. Đó là lý do tại sao dù giới chức nhà nước Việt Nam đã cố gắng rất nhiều, thậm chí đã nỗ lực đánh đổi không ít thứ, nhưng tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam vẫn không được các tổ chức quốc tế ghi nhận, thậm chí còn bị nhìn nhận một cách lệch lạc thiếu chính xác